Chưa bao giờ các trường hợp bị cướp chém nhập viện lại nhiều như thời gian này. Đó là nhận định của lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh về phóng viên VTC14 ngày hôm nay. Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 3 đến 4 ca nhập viện do bị tổn thương vì cướp giật. Cá biệt có ngày số lượng bệnh nhân lên tới cả chục người. Lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 1.300 trường hợp bị tổn thương do bị đâm chém, cướp giật. Đặc biệt, trong một vài tháng trở lại đây, các ca nhập viện vì bị cướp manh động chém tăng nhiều hơn và mức độ tổn thương cũng nặng hơn. Thì phải nói là nó nhiều hơn gấp bội chứ không phải là nhiều hơn nhiều. Đây là một trong những cái vấn đề mà rất là lớn, vì là phải nói rằng như này, có đêm mà có đến cả 6-7 ca. Nếu mà có một ca mà bị chém như thế, là cái thời gian phải mổ ở trong một cái phòng mổ là 3-4 tiếng đồng hồ, hay là có những ca trầm trọng như các cái ca gần đây ấy, thì phải nói rằng là phải 8-9 tiếng để nối được cái bàn tay, hay là 8-9 tiếng để nối được cái tay. Hiện tại hai khoa vi phẫu và khoa chi trên của bệnh viện là hai chuyên khoa điều trị các bệnh nhân không may bị tổn thương do đâm chém. Số lượng bệnh nhân nhập viện do bị cướp giật chém là khá lớn. Nếu thông thường tên cướp phải giằng co giật đồ với nạn nhân, thì nay kẻ gây án sẵn sàng rút dao, mã tấu chém người ngay lập tức. Nhiều bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong tình trạng đứt lìa tay, còn ngỡ ngàng bởi sự việc xảy ra quá đột ngột. Họ cho biết chỉ cần kẻ cướp lấy tài sản như xe máy, điện thoại, họ sẵn sàng giao luôn để bảo tồn tính mạng, nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh và dã man như vậy. Những hiện tượng này đang diễn biến ngày một nhiều và phức tạp, không chỉ gây tổn thương cho người không may bị hại, mà còn cho thấy tình hình an ninh trật tự tại thành phố lớn nhất cả nước đang rất đáng báo động.